chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, sáng nay Ngọc Hương đi chợ á cô, thấy có bán mấy cái chiếc kẹp hình chiếc nơ rất là dễ thương. Nè, dì thấy Ngọc Hương có kẹp mỗi kẹp mới nè, mà cũng trùng hợp là hôm nay cô sẽ nấu một món ăn có nơ đó. Có nơ, Ngọc Hương biết rồi. Cô Thảo sẽ nấu một món ăn ngon, sau đó cột lại và gắn thêm một chiếc nơ. Không phải làm gì mà rườm rà phức tạp vậy. Cô sẽ chỉ nấu với lại một nguyên liệu mà có hình dạng cái nơ thôi. Nguyên liệu hình dạng cái nơ. Có phải cô Thảo đang muốn nói nuôi đúng không? Đúng rồi, trẻ em rất là thích nuôi đó. Và hôm nay chúng ta sẽ nấu với lại nuôi nơ nè, có đủ màu sắc, chắc chắn là các bé sẽ rất là thích. Dễ thương thiệt, nhưng mà phải đảm bảo tiêu chí là trong tích tắc thôi nha. Đúng cô Thảo rồi. Trong tích tắc sẽ có ngay một món, đó là món nuôi nơ nấu thịt bằm. Thực hiện món ăn này rất là đơn giản đó Ngọc Hương. Mình chỉ cần chuẩn bị một ít nuôi nơ nè, một ít thịt heo bằm, cà rốt, chúng ta cắt hạt lựu, nấm rơm, hành ngò. Còn gia vị thì mình sẽ sử dụng nước mắm, tiêu và không thể thiếu hạt nêm Asingon. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị phần luộc nuôi. Cô đã đặt sẵn một nồi nước nè Ngọc Hương, thấy nước sôi rồi phải không? Dạ. Khi mà nước sôi rồi thì chúng ta sẽ cho vào trong nồi nước luộc này một ít muối và khoảng một muỗng cà phê dầu ăn. Mình cho muối với dầu ăn vào trong nước luộc nuôi chi vậy cô Thảo? Cô cho một chút muối và một chút dầu ăn vào để khi chúng ta luộc nuôi xong á thì là nuôi sẽ có cái vị đậm đà ngon, và đồng thời là có dầu vào sẽ làm cho những cái miếng nuôi luộc xong nó sẽ bóng và không bị dính. Dạ, em sẽ lưu ý điều này. Chúng ta sẽ cho vào nước luộc nuôi một ít muối và dầu ăn để những miếng nuôi không dính vào nhau. Trong khi chúng ta chờ cho nuôi chín thì cô sẽ cắt các nguyên liệu còn lại. Dạ. Phần nấm rơm này cô cắt đôi. Còn phần hành ngò đó thì chúng ta sẽ lấy cái phần đầu hành, mình băm nhuyễn cái phần đầu hành này ra. Còn cái phần lá hành với lại phần ngò thì cô sẽ cắt nhuyễn. Dạ. Nuôi nơ thì mình luộc trong mấy phút thì là nuôi nở chín hả cô? Nuôi nơ chúng ta sẽ nấu trong khoảng chừng 7 phút đến 10 phút thì là nuôi nơ sẽ mềm. Dạ. Như vậy là chúng ta đã luộc được khoảng chừng 8 phút rồi nè. Ngọc Hương thấy những cái miếng nuôi đã nở ra và đã mềm rồi. Cô sẽ tắt bếp và mình vớt ra, mình ngâm vào trong nước. Có một ít đá. Đúng rồi, có một ít đá. Rồi chúng ta sẽ để cho phần nuôi này nguội lại. Để mà tiết kiệm thời gian thì cô sẽ đặt một cái nồi lên bếp và chúng ta đặt lên đó một ít nước. Xong rồi sau đó chúng ta qua giai đoạn là chúng ta sẽ ướp phần thịt heo băm nhuyễn này ra. Dạ. Thịt sau khi mà chúng ta băm nhuyễn ra rồi đó thì chúng ta sẽ ướp gia vị vào, là gồm có một ít đậu hành trắng băm. Cô sẽ tiếp tục ướp thêm tiêu nè, để cho nó có mùi thơm. Nếu mà các bé còn nhỏ quá thì ướp ít ít tiêu thôi để không bị cay. Dạ. Khoảng một muỗng hạt nêm Asingon và một chút xíu nước mắm. Dạ. Nước mắm cho vào để cho nó có cái hương vị đậm đà và ngon hơn. Xong rồi sau đó chúng ta sẽ trộn lên cho thật đều. Dạ. Đầu tiên là cô sẽ cho phần nấm rơm và cà rốt vào trước nha. Dạ. Chúng ta cho cà rốt với nấm rơm vào và chúng ta nấu để cho cà rốt và nấm rơm này chín. Phần thịt băm thì chúng ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Và muốn cho có một cái nồi nước thơm ngon như thế này, chúng ta sẽ cho thịt băm vào. Cô sẽ nêm thêm vào đây một muỗng canh hạt nêm Asingon nữa. Dạ, Asingon từ nước hầm xương và thịt sẽ làm cho món ăn của chúng ta thêm đậm đà. Và chúng ta sẽ không cần hầm xương mà chúng ta chỉ cần có cái nước ngọt từ thịt và cộng với lại cái vị ngọt của hạt nêm Asingon là đủ làm cho có một cái nồi nuôi ngon lành. Rồi nước sôi trở lại rồi, Ngọc Hương bớt lửa giùm cô đi, còn cô sẽ vớt bớt cái phần bọt này đi. Chúng ta sẽ để lửa nhỏ từ từ nấu để cho các nguyên liệu nấm rơm, cà rốt và thịt chín. Và thời gian chín cũng rất là nhanh thôi, chúng ta chỉ cần nấu khoảng 5 phút thôi là các nguyên liệu này đã chín rồi. Phải trong tích tắc thôi cô Thảo. Nếu như vậy thì là Ngọc Hương phụ cô vớt bọt cái phần này. Cô sẽ chuẩn bị một cái tô nhỏ và chúng ta múc món ăn ra. Và cuối cùng là cô sẽ múc phần nước này vào. Và nuôi nơ dễ thương cộng với lại nước để ăn với nuôi thì đậm đà, bởi vì có thịt bằm nè, có hạt nêm Asingon và có nấm rơm và cà rốt nữa. Đúng rồi, cuối cùng nữa thì cô sẽ cho một ít ngò với lại hành vào. Tùy theo ý thích nha, chúng ta có thể rắc thêm một chút tiêu. Rồi bé Hương thưởng thức. Cảm ơn cô Dự Thảo. Món ngon cho bé yêu, nhưng mà để cho bé Hương thử trước nha. Nuôi thì chín mềm, không có bị mềm nhão nè.
Nước á thì rất là vừa ăn, lại thơm mùi hành ngò và tiêu nữa. Món ăn này tuyệt vời. Món ngon cho bé yêu. Chỉ trong tích tắc là chúng ta đã thực hiện xong món nuôi nơ nấu thịt bằm. Chúc quý vị khán giả thành công và ngon miệng với món nuôi nơ nấu thịt bằm này. Đừng quên chia sẻ về chương trình Món Ngon Mỗi Ngày ở hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto theo số điện thoại 083-930-8794. Thời lượng dành cho chương trình đã hết rồi. Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.